Hôm nay là ngày 25 tháng 12 là ngày Noel. Mạo hiểm dữ lắm tụi mới dám để cái laptop trên này đó. Mở nhạc cho tụi nó nghe. Tưởng đâu nó nghe nhạc bỏ chạy nha. Thằng ơi, đứa nào đứa nấy cũng có máu ca sĩ. Máu mà gấp bờ hết trơn nha bà con. Nghe nhạc nhất là nhạc xuân nhạc Tết đó. Nhảy cà giật. Nó giỡn theo nhạc luôn nha. Mà nhảy nhìn thấy gớm hả? Nhất là quỷ đại ca đó. Nó nhảy không có theo nhịp giống mình đâu nha. Ngon vậy đó. Ở lâu nhúng một cái nhảy một cái. Trời ơi nhìn thấy ghê thiệt chứ. Chắc là cái phong cách nhảy riêng của mèo. Và bây giờ tụi nó không nhảy nữa. Nó nhào lại cái laptop nó nghiên cứu nha. Còn cái thúi thì nó ngồi đây quan sát tụi nhỏ. Cái thúi nó không có ham nhạc laptop. Nó chỉ ham nhạc của cái trống không linh thôi. Nó tha cái cây này nè. Nó tha đi vòng vòng. Nó nghĩ nó sẽ đánh được. Mày đánh được cái gì? Cái cây của tao gãy là mày tới số nha. Nghe chưa? Nó thấy chưa? Nó muốn đánh trống lắm đó. Mỗi lần đem trống ra kiểu như nó tăng động vậy đó. Mỗi đứa có một gu nghe nhạc khác nhau. Cái thúi nó già nó lớn tuổi rồi, khoái nghe trống không linh. Còn mấy đứa nhỏ khoái nghe nhạc giật. Ê cái trống này chỉ có 2 cây thôi nha. Gãy một cây là không đánh được nha mày. Còn cái laptop này để đây mở nhạc lên tụi nó vui hẳn luôn nha. Nhưng mà để đây nó không có thọ đâu. Với ngay chỗ nằm của cái thúi nữa. Công nhận cái chỗ này để laptop rồi ngồi ghế y chang cái bàn làm việc luôn. Rất tiếc cái phòng này không phải dành cho bàn làm việc. Mà dành cho mèo nằm. Đứng ở ngoài bước vô nè, nó bà con thấy không? Giỡn vui lắm. Mở nhạc lên là nhảy cà tưng vậy đó. Bây giờ tôi phải kiếm cái chỗ nào tôi để cái laptop nha. Chứ ở đây tôi sợ lắm. Tôi vừa bước ra cửa là bắt đầu tôi nghe cái laptop nó kêu tiếng kỳ kỳ rồi đó. Một là nó ngưng nhạc, hai là nó xả tới xả lui. Tôi vừa nghe cái laptop nó ngưng nhạc thôi, tôi chạy vô thì tụi nó bỏ chạy hết nha. Nhạc ở trên laptop là nhạc xuân cho nên tôi không có mở trên YouTube này nghe bà con. Nó đánh bản quyền tôi chết, bởi giờ tôi phải tắt tiếng. Ngầu với khe thì nó dòm tôi, bữa nay mày làm cái trò gì mà nhà sùm quá vậy? Bây giờ tôi phải kiếm chỗ để nào an toàn cho cái máy này mới được. Bây giờ cái máy này mà muốn cho nó sống thọ đó thì phải lấy cái máy này ra nè. Rồi đem cái máy này để qua bên nhà tù. Rồi lấy cái bàn để vô để kê cái máy lên. Rồi đóng cửa lại. Bên này mình sẽ nghe âm thanh của bên kia, không có sợ tụi nó qua quậy phá. Bây giờ tôi sẽ lau cái bàn. Lau cái bàn để cái laptop trên này. Cái bàn trắng trẻo mà nó quậy một thời gian thành cái bàn đen luôn. Quá trời phá rồi. Thôi nè. Cái máy lọc nước nè. Sáng sớm vô nó đánh đổ luôn. Cái tụi này là mấy con khỉ chứ không phải mấy con mèo. Con mèo mà cốt khỉ đó bà con. Cái tụi này như con nít vậy ha. Nghe nhạc xuân vui vẻ ghê luôn. Chắc là gần Tết rồi, để lì xì đó. Tụi bay yên tâm đi, Tết lì xì với mỗi đứa một cái cụ lôi. Rồi cái laptop tôi đã để bên này. Sau này có nghe nhạc mình sẽ dặn bên này. Cái cửa phòng mình đóng lại nha. Rồi muốn nghe nhạc lớn hơn nữa thì mở cửa ra. Đó. Ở đây chui qua chỉ có mình con mèo thôi. Tôi nghĩ chừng tuần lễ nữa nó hết chui được rồi. Muốn nghe nhạc thì mở cửa ra nghe. Ta-da. Quỷ đại ca thấy chưa? Thấy chưa? Bắt mở tai nghe. Đó, cái máy nó hát tới phút là chúc cụ già được sống lâu sống thọ. Nó nhảy lên cái máy nó cầm luôn. Không có sống thọ nổi với tụi này đâu. Mày muốn sống thọ thì mày phải cách xa tụi này nghe laptop. Nó bà con thấy không, tôi ở bên này tôi nói chuyện. Tôi la nó cỡ nào la, nó quay cái mặt qua nó dòm trừ. Dòm thôi rồi khóa tiếp. Khi nào tôi vô tôi nắm cổ từng đứa tôi lôi ra nó mới không phá nha. Và cái con khế thúi là cái con chùm phá đồ, nó bước vô. Nó coi mấy đứa này phá có đủ đô chưa. Chưa đủ đô nó nhào vô nó đập tiếp. Đó mấy bạn kêu tôi mua máy xịn đi, MacBook, máy bàn. Trời ơi cái máy này nó cũng 20 mấy triệu rồi. Mua máy xịn rủ nó đập rồi hư rồi sao. Thôi cái gì vậy, dòm nhắc ma tao hả mày. Cái lùa tụi bay đi ra ngoài hết mới được. Nhìn ngứa mắt dễ sợ luôn. Chà cái đèn này nó chớp chớp bà con ơi. Tối tối tắt đèn đó, mình mở laptop lên. Khỏi cần mua cái đèn chớp nha. Cái này nó chớp sẵn rồi. Rồi giờ đóng cửa lại. Ủa cái gì con khế thúi này. Nó mọi người thấy chưa. Nó quan sát mấy đứa nhỏ không phá thì nó sẽ vô phá. Mà cái con này mà phá thì đừng có hòng cái nào sống nổi. Mày lại đây. Đi ra ngoài nha. Đi ra. Lại con đại ca nữa. Mày khiêu cái gì trên đó. Mày khiêu cái gì. Và bây giờ sẽ là phần phong tỏa cái laptop này. Ở trong một cái phòng riêng. Con khế nó phá laptop không được. Tức quá cắn đồ chơi cho bỏ ghét. Đại ca cũng cắn đồ giày cho bỏ ghét luôn. Mọi người đã hiểu vì sao tôi mua những cái đồ này về cho tụi nó cắn rồi đó. Cái tụi này chắc hồi đó cũng là con nít đầu thai hay gì đó nha. Nghe nhạc xuân nhạc Tết vui quá trời vui bà con ơi. Những cái nhạc khác nó vui không bằng nha. Rồi khi mà đóng cửa thì ở ngoài này nhìn cái laptop thôi, đâu có mò vô được. Ủa chị Hai Lúa đem gì vô đây? Trời ơi, bà nấu trứng cút bà con ơi. Nấu theo kiểu của bà đó. Lấy cái nồi bắt lên, không bắt đâu bỏ vô cái ấm nấu như vậy đó.
Bà lấy cái bao tay tự hủy sinh học một lượt hết trơn, trứng cút ra ngoài luôn. Trời, quỷ khí thú dám lại gần cắm hủy luôn kìa. Ủa sao hay vậy? À cám nó nguội rồi em ơi. Hèn chi nó còn nóng mà nó hửi như vậy được cũng hay á. Và con ngầu nó cũng lại hửi nữa. Trời ơi cạp cắm luôn kìa ông ơi. Mày ngon lắm Khế. Rồi chị hay lúa bắt đầu lột trứng cút cho từng con ăn để coi ăn hay không nha. Tôi cho tụi này ăn trứng gà, trứng vịt thì nó không ăn. Trứng cút thì tôi chưa có thử. Tại vì tôi thấy trứng gà nó không ăn, bởi vì tôi đâu có thử trứng cút đâu. Đại ca đúng là dũng cảm, dám đứng lên cái ấm giòm luôn kìa. Ủa tôi nhớ không làm đại ca đâu, chỉ làm quen với nhỏ này đâu ta. Sao thấy đồ ăn rồi đưa cái mặt lại không có liêm sỉ vậy? Con dòi khùng và khế thúi nó hửi trứng cút nó cũng muốn ăn nha. Rồi có vẻ chịu ăn đó bà con. Nó nhậm cái cục trứng cút mà nó gừ nó liếc người ta nữa. Cái tật của con này đánh chết không chừa. Khế thúi cũng ăn trứng cút luôn. Sao ngộ ha. Trứng gà trứng vịt thì không ăn mà trứng cút thì lại ăn. Ai đâu nhớ cục này của con Khế mà đại ca. Mày ăn hết rồi mày giành là sao đại ca? Trời đất ơi. Đó đó con dòi nó bỏ đi là giành của con dòi liền. Con khèm mỗi bự không quen với người ta mà thấy trứng cút thì cũng lại ăn thử coi biết ăn không. Mà sao cái mùi này cũng giống trứng gà trứng vịt vậy? Thôi không ăn đâu. Mày làm tao mất công ăn quá. Đó bà con thấy khè đếm thúi chưa? Nó không chịu làm quen với người ta mà có đồ ăn là chạy lại xin liền. Còn giá chân cô nương thì không có ngó tới. Con quạ bắt đầu bước vô. Và đây cũng là một cách để mà làm quen với mèo của chị Hai Lúa đó. Những con biết ăn trứng cút là khế, ngầu, khè nói chung cũng gần hết rồi. Trừ con nhọn thôi. Con khè cũng ném chút xíu rồi bỏ đi. Vậy là có con khè với nhọn là không ăn trứng cút thôi. Ngoài ra ăn hết trơn. Cho cái tụi này ăn là phải nhớ nha. Không có nhớ tên từng đứa là dễ săn chấn tâm lý lắm đó. Thì đúng rồi, 7 đứa con khè với nhọn đâu chịu ăn đâu. Rồi ở trong này thì cái máy nhạc xung vẫn mở bình thường. Bữa nay cho nghe nhạc Tết với cho ăn tiệc nữa nha. Cái này là tiệc nhỏ thôi. Con khè mới bự thấy mấy đứa này ăn ngon quá cũng nhào vô ăn miếng nữa. Đáng lẽ là tao không ăn đâu mà thấy tụi bay ăn ngon quá tao phải vô ăn cho bỏ ghét. Và con giả chân cô nương cũng giống khè luôn. Thấy mấy đứa này ăn quá trời ăn thôi, mình cũng phải vô ăn luôn. Mà nó ném chút xíu cái nó bỏ đi rồi. Còn một đứa cuối cùng hồi nãy giờ không thấy xuất hiện. Mọi người biết đứa nào không? Trời ơi mới nhắc. Đây, chị Miêu của chúng ta. Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Tao tính chúng luôn không có ra đâu mà sao tao thấy tụi mày tụ tập ở đây quá trời đông luôn. À cái món này sao mà ăn cũng được vậy ta? Chà cũng ngon dữ nha. Rồi nó giành viên vui luôn. Thiệt tình luôn. Không ngờ mấy đứa này nó khoái ăn. Lúc đầu tôi nghĩ là trứng gà, trứng cút với trứng vịt nó giống nhau. Nó không ăn trứng gà nó sẽ không ăn trứng cút. Ai dè, ăn quá sẽ ăn luôn nha. Và cái chị Miêu con mèo nhát nhất trong bầy nó đã xuất hiện rồi. Chà, cái công cuộc dụ dỗ mèo của bà Hai Lúa này cũng hay dữ ha. Đoàn hồi người ta đưa trứng cút cho mẹ thì mẹ chạy nữa. Thấy không, thấy chảnh chẹ không? Ăn lén thì chịu, mà cho nó ăn kêu tên nó thì nó bỏ chạy. Ừ mà ngộ lắm nha, con đại ca nó khoái ăn chồng trắng, con quạo khoái ăn chồng đỏ nha bà con. Đó, còn chồng đỏ cái đại ca nó bỏ đi, gần quạo vô ăn. Rồi quạo nó còn chồng trắng, đại ca ăn chồng trắng của quạo nha. Bà Hai Lúa bà chỉ tụi mới để ý đó bà con. Có bao nhiêu chồng trắng là đại ca nó quất hết trơn, bao nhiêu chồng đỏ là con quạo quất hết trơn. Con đại ca với con quạo có thể sống chung một nhà được đó, sẽ không có giành ăn với nhau đâu. Con khè đã ngán trứng cút rồi, khế thúi với nhọn cũng ngán luôn. Cuối cùng cái con ghiền ăn trứng cút nhất lại là con quạo nha. Nó ăn luôn cái vỏ kìa bà con. Ghê chưa? Cuối cùng bầy ngầu rất là khoái ăn trứng cút nha. Con đại ca thì khoái chồng trắng, con quạo thì khoái chồng đỏ. Y chang con người luôn ha. Trong đây có ai giống đại ca với quạo không? Còn tôi thì ăn chồng trắng với chồng đỏ chung luôn nha. Chứ ăn chồng đỏ không nó ngán dữ lắm.